Chào các bạn nha, mình xin giới thiệu với các bạn, đây là trường mầm non Ban Mai, có địa chỉ tại Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Hôm nay mình đến đây để lắp cho trường mầm non Ban Mai chiếc bể bơi thông minh Intex, có mã sản phẩm là 28273. Chiếc bể này có chiều dài là 4,5 m, chiều rộng là 22 và chiều cao là 84 phân. Trường mầm non Ban Mai có rất là nhiều học sinh đủ các lứa tuổi, nên là trường đã chọn chiếc bể có kích thước dài rộng nhất để phục vụ cho các bé trong mùa hè này. Với tiết trời oi bức nóng nực như thế này, nhiệt độ cứ tạ 38-40 độ như này thì bất kỳ một cháu bé nào cũng thích được bơi lội. Và để thuận tiện cho cái việc phục vụ sở thích của các bé thì trường mầm non cũng đã lắp cho các bé chiếc bể to dài như thế này. Với chiều dài là 4,5 m, chiều rộng 2,2 m và chiều cao 84 phân, thì tổng diện tích là gần 10 m, thì cùng một lúc có thể là khoảng tầm 15-20 cháu cùng vào bể để tắm thoải mái ạ. Mùa hè nóng nực như thế này thì hầu hết trường mầm non nào cũng đầu tư cho các bé một chiếc bể bơi. Không phải là nhà bạn nào cũng có điều kiện để lắp bể bơi riêng tại nhà, thì khi các con đi học thì ở nhà trường cũng đã có đầu tư cho các con, nên là bố mẹ cũng thoải mái và yên tâm khi lựa chọn cho con mình ngôi trường có cơ sở vật chất tốt nhất. Đây là khu vui chơi của trường mầm non Ban Mai. Chiếc sân này rất là rộng nên là nhà trường cũng đặt chiếc bể để vào đây rất hợp lý. Và không gian thì cũng rất là đẹp. Mình xin phép tạm dừng ở đây. Hẹn các bạn vào một dịp khác của một khách hàng khác, mình lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn về sản phẩm bể bơi Intex của công ty BBT. Cảm ơn các bạn.